tháng 1 năm 2019, đám cưới đình đám của cặp đôi Thu Hương Năng Tĩnh đã gây xôn xao cộng đồng mạng một thời gian dài vì độ giàu có, xa hoa của gia thế hai nhà, đặc biệt là không gian tổ chức nhà gái lâu đài 7 tầng như trong truyện cổ châu Âu và rạp cưới trắng lệ trang hoàn toàn bằng hoa tươi lộng lẫy. Hình ảnh cô dâu xinh đẹp đeo vàng nặng trĩu cổ, của hồi môn là 200 cây vàng, hai sổ đỏ, cùng sự xuất hiện của cặp đôi xe ô tô siêu sang Rolls-Royce Phantom và Bentley xuất hiện gần Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi đã khiến dân tình bàn luận râm ran không ngớt. Gia đình hai bên đều là nhà hào môn, giàu có truyền thống kinh doanh. Thu Hương tiết lộ, bố mẹ cô kinh doanh sân gôn, còn bên nhà chồng làm về tàu biển, vận chuyển hàng hóa. Cả hai nhà có mối quan hệ thân quen từ trước. Thu Hương và Năng Tĩnh đã yêu nhau một năm trước khi về một nhà. Chưa lấy chồng, Thu Hương là công chúa nhỏ của bố mẹ, được đầu tư học cấp 3 tại một trường quốc tế danh tiếng, đắt đỏ tại Hà Nội và cũng là một trong những gương mặt quá dị nổi bật tại đây. Sau khi kết hôn, cô cũng làm dâu nhà hào môn giàu có, được bố mẹ chồng yêu thương, chồng cưng chiều nên cuộc sống của Thu Hương rất viên mãn. Bộ phụ kiện kim cương mà cô dâu Thu Hương đeo trong đám cưới. 10 tháng sau đám cưới bạc tỷ của mình, Thu Hương vô cùng kín tiếng trên mạng xã hội. Hiếm khi thấy cô nàng tiết lộ gì về cuộc sống riêng tư khiến nhiều người hết sức tò mò. Tiết lộ lý do đột ngột vắng bóng, Thu Hương tươi cười, em có em bé rồi, em đang mang bầu được 6 tháng rồi, cũng lên hơi nhiều cân 10kg, nên không thường chụp ảnh lắm. Cặp đôi đang hồi hộp đợi đến ngày đón em bé đầu lòng vào tháng 2 năm sau. Mặc dù lên cân khá nhiều, dáng dốc tròn trịa hơn hẳn khi xưa, nhưng Thu Hương vẫn giữ được gương mặt xinh đẹp và thần thái rạng rỡ. Người mẹ trẻ hạnh phúc khoe, trọng với em không bị ốm nghén gì hết, có điều hấp thụ tốt nên tăng cân nhiều thôi. Em được cả nhà cưng chiều hết mực, không bắt làm việc gì cả, chỉ ở nhà ăn dưỡng thôi. Hương kể, ngày biết tin con đến với mình, chồng Hương giật mình, hết sức bất ngờ. Anh vui quá còn suýt khóc. Cả nhà thì khỏi phải nói, ai cũng vui mừng, chúc phúc cho hai mẹ con. Nàng dâu xinh đẹp tuổi 20 cho hay, hiện tại cô và chồng đã ra riêng, ở nhà mới ngay sát gần nhà bố mẹ, nhưng vẫn ăn chung với bố mẹ cho vui vầy cả nhà. Thu Hương đang sống trong những tháng ngày mật ngọt, tận hưởng thời gian đầu rực rỡ của hôn nhân. Cô cũng tâm sự, bố mẹ chồng cưng chiều và yêu thương con dâu vô cùng, nên cô không có áp lực về chuyện làm dâu mà cảm thấy thoải mái, hạnh phúc. Chồng cô cũng rất tâm lý, cưng chiều vợ và được lòng bố mẹ vợ. Những món quà chồng tặng Thu Hương dịp 8 chi 3 và 20 chi 10. Sau khi cưới, ngoài kỳ nghỉ ngắn ở Tam Đảo, tuần trăng mật ngọt ngào ở Hàn Quốc hồi đầu năm, Thu Hương còn di du du lịch nhiều nơi, tận hưởng thời gian song rỗi của mình trước khi sinh con. Lúc nào cũng tươi tắn, giữ nụ cười trên môi, suy nghĩ lạc quan, chăm chút bản thân và những người xung quanh, đó là phương châm sống hạnh phúc của cô nàng này. Nhan sắc của mẹ bầu tuổi 20 khi đang mang bầu 2 tháng.